Vâng, em tiếp tục có đôi tép của Billner nhé. Đôi tép rất là chất của Billner này, cho quý vị ai cần chế cháo này. Này. Đấy. Đấy. Từ tiết của nó còn rất là đẹp nhé. Đấy, quý vị thấy chưa? Đẹp. Từng mm một. Đấy. Rất là đẹp nhé. Tại sao lại bảo đây là tép của Billner? Đây quý vị nhìn cái biểu tượng này để biết luôn. Này. Biểu tượng logo đặc trưng của Billner nhé. Này. Đẹp long lanh luôn nhé. Con này mà mang về gọi là nắp vào thùng thì thôi. Tuyệt vời. Này. Vừa đẹp mà chất âm rất là hay. Này. Đây là một trong những cái dòng tép cao cấp của Billner. Đấy. Quý vị nhìn. Từ rất lớn nhá, đường kính của nó từ nó gần như là bằng, nó đúng bằng cái đường kính của cái về bên ngoài luôn, mình nhìn này. Đấy, thấy chưa, kinh khủng luôn nhá. Về kích thước của cái từ này, của cái từ và của cái tép này thì như sau nhá. Vâng, đây nhá, này đấy, con này kích thước của cái viền ngoài này quý vị này, đấy 10 cm nhá, 10 cm đấy. Đo bên trong của nó là 8 đấy, củ từ của đằng sau thì biết bao nhiêu đấy. Đấy. Đấy nhá, đấy từ cũng 8 luôn nhá, đấy con này tép tận 8 của củ từ 8 đấy. Tép đom nhá, chép đom này quý vị nhìn này, đấy chép đom kiểu màu vàng nhé, màu vàng gold, nhìn rất là đẹp đấy. Chép đom vàng gold, ui xời, con này quá là đẹp luôn nhá. Con này mà khoét lỗ thùng ra xong rồi chúng ta nắp nó vào thì nhìn phê, rất là đẹp đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Ướm lên nhìn này, đấy, rất là đẹp đấy, nhá. Vâng. Con này nhá, con này giá của nó là đi là 1.190.000 đồng nhá. Quý vị là ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ nhá. Số điện thoại bên em là 0966 594481 nhá. Và những con tép này là trước khi mà em quay đến đây em đã có test rồi. Đấy, em đã có test qua rồi và nó đang chạy bình thường nhé. Đấy. Vâng, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bên em. Và ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh. Đấy. Bởi vì là sẽ có rất nhiều sản phẩm nó đưa lên nó rất là lạ và nó độc, và quý vị nhiều khi mà không đăng ký kênh là nó sẽ bỏ lỡ mất cái sản phẩm như vậy. Đấy, thì nó rất là phí. Vâng, thì quý vị đăng ký kênh sớm nhé, để khi mà có cái hàng về, có cái video đưa lên là quý vị sẽ nhận được thông báo ngay lập tức nhé. Vâng, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo bên em.